Kính thưa quý vị, kênh Thuốc Nhân Dân VOT trên YouTube hôm nay tiếp tục chia sẻ cho quý vị một cái thuốc rất là quý trong nền y học đông y cổ truyền cũng như nền y học dân dân. Cái này có tên gọi là ké đầu ngựa quý vị, ké đầu ngựa. Còn quả nó thì được gọi là thương nhĩ tử. Về phần nhận dọn cái này rất là dễ quý vị nè. Đây quý vị, lá non đây quý vị này. Lá non này, lá nó thường hay bị sao ăn đó. Lá non. Lá nó chia làm ba thì quý vị này, chia làm ba thì. Và mép lá có nhiều ren cưa quý vị, không đều. Nè, lá nó có nhiều ren cưa không đều quý vị nè. Cái bức cái lá thì chia sẻ quý vị. Bức cái lá đẹp đẹp. Đây, mép lá nó. Đây quý vị. Mép lá có ren cưa không đều. Và hai mặt, quý vị sờ vào thì có nhóm lông mịn. Mặt dưới nhóm nó bị nhóm hơn quý vị nè. Mặt trên này lông nó mịn hơn. Mặt dưới lông nó nhiều nhóm hơn. Mặt dưới đây quý vị. Mặt dưới đây nó có bờ gân chính nổi rõ rệt ở bờ thì, phân bố ở bờ thì bờ gân chính, còn có phân phụ nổi mờ hơn, và các cọng này cuốn lá này nó cũng nhóm đấy vị nè, nó hình như cây tam sa đột nhỏ hơn nữa vị nè, nhỏ hơn nữa, có cái to cái nhỏ, thường thường nhỏ hơn. Đây cuốn lá đây, đi tôi lấy lá lớn nè. Lá lớn này đây quý vị này. Lá nó thường thường bị sao ăn nhiều lắm vậy nè. Tôi lựa mấy cái lá ngon tôi qua cho quý vị đây. Đây, mặt dưới nó đây. Cái rất dễ nhận dọn. Nó khóc với cái quả đồ quý vị này. Gần giống thôi chứ không giống quý vị. Lá nó gần giống thôi. Đây bộ phận nông ở đây quý vị này. Lá nó thì mập theo thân cây. Theo quý vị. Mọc cách quý vị đó thì theo hình phần xiến á, từ đây rồi lên đây. Đây nó này bị sao ăn trong này, như cuốn này dài khoảng 5 cm vậy này. Cuốn này này, cuốn này dài 5 cm, và về thân nâu á hơi tí tí vậy nè, có màu hơi tí tí thôi, và hơi có khí, nó hơi có khí sơ sơ thôi, thân nó hình trụ, nó hơi có khí, và mình rờ vào cái thân thì nó cũng rất là nhóm quý vị nè, rờ cái thân nó nhóm rất nhóm, và khi giò thì nó đỡ nhóm ăn. Nó cũng nhóm, khi mình rửa vào thân giò cũng nhóm, nhưng mà ít nhóm hơn. Thân nâu nó nhóm nhiều hơn. Thân nó cũng có gai rất nhỏ nên nó nhóm. Đây. Đây có bộ phận rễ đây quý vị này. Đây là rễ nó đây. Đây tôi máy nhổ vô đây. Đây bộ phận rễ đây. Cây nó có chiều cao khoảng từ 50, thấp nhất là 40, 30, 50 cho đến 1 mét, có khi là trên 1 mét quý vị, tùy theo nó mọc theo vùng. Thì theo vùng chủ đất tốt đất xấu vị đất còi nó khóc nha. Cây cái đầu ngựa rất quý quý vị, đây quả này quý vị này, đây là quả dừa này, chuẩn bị khi nó chín là nó màu vàng và nó đen quý vị. Đây 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 quả quả nó, đây, quả này nè, nó chín nó dừa không mà nó đen quý vị này. Quả này quả nó quả này đây. Cây này rất dễ nhận dọn quý vị nè, nó có những cái gai xung quanh quả, quả nó hình thoi quý vị, nó to bằng đầu đứa không ăn cơm vậy. Cái đầu đứa mình không ăn cơm á, rất là nhiều gai quý vị nè. Đây này, đây quả dừa đấy quý vị này, nó có gai như quả chôm chôm nhưng mà gai nó sắc nhọn hơn quý vị đây. Còn có quả chôm chôm mình sờ vào nó không có chích như quả này vừa chích vào tay. Tôi thấy nó thì mình chỉ dùng bô tay mình thấy quả này quý vị này. Đó, rất dễ nhận dọn. Về phần nhận dọn nó thì rất dễ. Lá nó mọc cách quý vị nè. Lá mọc cách. Và đó nó tôi nhắc lại nó chia làm bò thì. Đó, lá này sao ăn quý vị này. Đó, chia ra bò thì, chuột nó sao ăn à. Lá nó con sao rất là thích ăn nó đó. Có ngưỡng gần giống như cá qua đồ quý vị này, nhưng mà
nó nhóm hơn, sót hơn, kéo vào đồ thì hơi bên lông những mịn hơn. Vì cây này nó phân bố từ đồng bằng cho đấy miền núi, cho đến miền xuôi miền ngược đều có, vậy trung du cũng đều có đó. Nó phân bố nhiều nơi, nhiều vùng, nhiều địa phương trên đất nước của chúng ta. Đi ở ven đường cũng có, ven đường cũng có nói vậy. Nó mọc ở có bãi quan rồi, gần những cái đồng ruộng là cũng có. Cây này phổ biến rất là rộng. Mình chưa, cũng chưa thấy ai trồng cái cây này vậy. Chủ yếu là nó mọc quan thôi. Còn khi mà nó rụng cái hột này xuống thì nó mọc thành cây mới vậy này. Và những cái con vật mà thì đi ngon dính dính vô quả này và nó mơn đi, dính vô cái lông nó mơn đi những nơi khóc, nó cũng phát tán rồi. Cây này, cây này mình chưa thấy người ta trồng, chỉ mặt quan này là chính đâu. Về bộ phận sử dụng là toàn cây vị, bộ phận sử dụng làm thuốc nó là toàn cây, nhưng mà chúng ta thường dùng bắp quả nhiều hơn vị này, do cái quả này nó có lượng iốt nhiều hơn cái lá vỏ thân. Cái vị chủ quý vị ít có thì quý vị dùng cỏ cây luôn vị nè, toàn cây luôn. Quả này dài vị nó có màu, chỉ có màu vàng ấy vị này. Cây này vào mùa thu đông thì nó rụi lăng quý vị, bên này nó toàn nó rụi hết quý vị, nó gần toàn gần rụi rồi, nó rụi hết luôn quý vị, toàn nó rụi hết rồi. Nó để lại những cái quả ở bên này, quả nó đây rụng xuống ngoài mặt, phát triển một cây mới. Cây này sống hàng hoàng nam quý vị nè, trời hôm nay đông mưa quý vị, trời đông mưa đó, thời tiết đông mưa. Nhận dọn rất là dễ. Độ cao nó khoảng từ 40-50 cho đến 1 mét có quý vị nè. Có khi là có nhiều chỗ trên 1 mét quý vị. Thân nó đây. Rừa rất là nhóm. Thu lái nó thì dùng bộ tay quý vị nè. Dùng bộ tay lái nó nha. Bộ phận, tôi nhắc lại bộ phận dùng toàn cái quý vị nè. Nhưng mà mình thường dùng mấy quả hơn. Thu chế biến rất là đơn giản. Mình lấy bồ tai suốt quả này đem về pha khô quý vị, để bổ quản dùng dần. Còn cây thì mình băm ra từng đoạn quý vị, tùy theo mục đích nhu cầu mà mình sử dụng khác nhau. Đây cái này quả đó, sau khi mình thu lấy mình về mình bỏ cái thùng đấy quý vị, quả nó đây quý vị, quả pha khô rồi để sử dụng dùng dần quý vị, rất là đẹp luôn. Đây. Má mù quá, đây là quả đại vị này. Rồi, cái này có nhiều thành phần hóa học rất quý quý vị nè, như nó có iốt, iốt rất nhiều trong này. Rồi saponin cũng có vị này. Rồi chất béo oncolytic cũng có. Glucosic cũng có trong cái này vị, glucosic có này. Glucosic này nó làm hạ đường huyết vị, để mình sử dụng trong các bệnh tiểu đường cũng được. Rồi, nó có, do nó có thành phần glucosic. Còn về tính vị cái này thì cái này có vị hơi đáng cái vị nè, hơi đáng thôi, và hơi cay và ngọt nhạt. Cây này có tính ấm quý vị, tính ấm, tính hết, và hơi có độc. Cây cái đều người hơi có độc, tính ấm và hơi có độc. Cây này hơi có độc quý vị nè. Còn về công năng nó cũng tuyệt vời lắm quý vị. Nó có công năng là nấu gan tiếp cốt, nấu gan tiếp cốt quý vị à, khu van trừ thấp quý vị này. Nó còn chống viêm, chỉ thống mà giảm đau á, sốc khuẩn nữa quý vị, kháng khuẩn nữa. Còn có công năng là hạ sốt, lợi tiểu, an thần và giải biểu quý vị. Giải biểu là làm cho chúng ta ra mùi hôi quý vị.
Còn về quy kinh thì nó đi vào kinh phế, cái trái đầu ngựa thì nó đi vào kinh phế. Thì nhà chúng ta trị ho cũng được, hen suyễn rồi đó. Về phần chủ trị của cây này thì cái đầu ngựa này thì nó trị rất là nhiều bệnh lý khác nhau quý vị nè. Chúng ta thường dùng quả này nhiều hơn quý vị, quả được gọi là thương nhĩ tử quý vị nè. Quả nó gọi mình gọi là thương nhĩ tử, có tên là thương nhĩ tử. Nó chủ trị về đau nhức xương khớp quý vị, như đau nhức xương khớp này, tê bì chân tay, chân tay bị co rút. Nó uống nhiều thì làm uống lâu dài thì làm mạnh cơ gân xương cốt quý vị nè. Hậu trị viêm đơ khớp, viêm khớp dạng thấp rồi đó, thì có viêm xoang quý vị nè, viêm mũi dị ứng, viêm đau nhức đầu á, viêm mũi, viêm đau nhức đầu mà thuộc thể hơn á, chúng ta trị rất hay quý vị ha. Thể hơn do cây này nó có tính ấm, đau các dây về thần kinh chúng ta trị cũng hay, do nó có thành phần saponin mình dùng để trị về các dây thần kinh cũng hay lắm. Trị bướu cổ do thiếu iốt quý vị, nó trị bướu cổ do thiếu iốt rồi đó, bệnh trần nhật rồi đó. Lửa ngứa ngoài da quý vị này, lửa ngứa ngoài da chúng ta trị cũng hay. Trị rắn độc cán quý vị nè, và côn trùng nữa. Khi mà rắn độc cán thì chúng ta dùng lá này quý vị, một nhám lá giỏ uống và có bỏ đắp ở ngoài đó đó. Như siêu cứu bọn đào á, chúng ta vẫn dùng được. Nó mình thường dùng để trị cho các bệnh về polyp quý vị nè, và các bệnh trị các loại u hạch lành tính quý vị này, u lạch hạch lành tính và ốc tính nữa, mình cũng dùng nó kết hợp vào trong bài thuốc trị polyp u lành tính ốc tính đó. Còn các bệnh tràn nhật trị rất hay quý vị nè, tràn nhật rất hay, bướu cổ tràn nhật tiên dốt rồi đó. Tiếng dốt thì mà thừa y ốc và thiếu y ốc thì nó cũng sinh các bệnh tiếng dốt quý vị. Tiếng dốt thì có phổ biến của nó, phổ thông đó, nó thường thường là bị u dốt quý vị này, rồi cường dốt, rồi si dốt rồi đó, có bệnh về tiếng dốt đó nha. Còn trang này còn nó còn trị được cái bệnh ngứa, rồi phát ban quý vị, ngứa phát ban nó trị cũng được này. Nói chung là trị rất là nhiều bệnh, tôi nêu sơ những cái bệnh thường dùng thôi. Dị ứng mề đai rồi cũng trị luôn. Trong cây cái đầu ngựa này nó có nhiều hoạt chất rất là quý vị này, ví dụ như có hoạt chất mà xanthinin trong cây cái đầu ngựa và trong hạt này quý vị này, xanthinin nó ức chế được tế bào ung thư quý vị. Nó điều người ta đã áp dụng điều trị có ung thư phổi quý vị này, ung thư vú này, ung thư của tử cung, ung thư đại tràng, ung thư gan, ung thư nổ quý vị, u màng nổ rồi đó, và bệnh bạch cao. Bệnh bạch cao là ung thư máu quý vị nè. Ung thư máu thì nó có ba bệnh là đo u tủy xương này, rồi ung thư hạch bạch huyết này, và bệnh bạch cao. Phổ biến nhất là ung thư của ung thư máu là bệnh bạch cao quý vị, là phổ biến nhất. Và người ta dùng đó để trị các bệnh ung thư, tôi đã nêu trên, rất hiệu quả. Kết hợp vào những cái thuốc khác, vị thuốc khác điều trị rất là có hiệu quả. Do nó có hoạt chất xanthimin, hoạt chất này rất quý vị nè. Nên nhiều hoạt chất để điều trị ung thư. Và thêm thành phần xanthimin này thì nó sẽ tăng hiệu quả lên rất nhanh. Còn cái này liều dùng thì chúng ta dùng thường dùng từ 12 gom quý vị, như quả này dùng từ 12 gom cho đến 20 gom quý vị này, cái liều dùng của nó đó. Và nó chống chỉ định cho phụ nữ có thai quý vị này.
phụ nữ đơn cho con bú. Trẻ em cũng không được dùng. Còn có bệnh vì đau đầu mà do máu hư ở việc máu huyết hư thì chúng ta cũng không dùng. Còn trong sách cổ thì người ta khi mà dùng đó, người ta kiên cử là coi thịt heo, thịt ngựa rồi không được dùng mấy vị. Thịt heo, thịt ngựa khi dùng cái đầu ngựa này, thịt heo, thịt ngựa không dùng, dùng nó gây mãn ngứa. Nhưng mà thực tế, trên lâm sàng thực tế thì mình dùng cũng không thấy đau quý vị, không đớn kìa, không thấy mãn ngứa, không thấy gì cả. Với lại mình thường kết hợp những vị thuốc khác để điều trị quý vị nè, cho những vị thuốc khác để điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, chứ mình thì không dùng độc vị. Cái này quý vị không có thuốc nào thì có thể dùng độc vị nó cũng được, chứ mình thì không dùng độc vị. Con nút cùng mình kết hợp nhiều hoạt chất khác nhau cho nó đủ năng lượng, máu tiêu diệt được bệnh, mới trị được tận gốc được. Còn khi mà tất cả các bệnh ung thư thì quý vị đi cái quả này 20 gram trong cái toàn thuốc ung thư quý vị này, quả này 20 gram nó hiệu quả như ung thư mà nổ rồi, ung thư nổ là rất hiệu quả. Thôi tới đây video cũng tương đối dài rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Và những và quý vị nào không may mắc nhiều bệnh lý khác nhau mà chữa trị nhiều thầy nhiều thuốc đông tây nam bắc mà bệnh không tiên giống vậy, tiên giống kém quá và không chữa can được, thì quý vị bấm vào dưới phần mô tả có địa chỉ liên hệ của mình đó để gặp bác sĩ Thái và Tuấn để được tư vấn. Và những các quý thầy thuốc nào mà coi như không có thời gian đi lấy cây cái đầu ngựa hay là quả thương nhĩ tử này thì liên hệ cho mình nhé. Quả nó có mấy chục ngàn một ký thôi quý vị. Quả này thu lấy về chỉ phơi khô bổ quản rồi dùng dần quý vị, chế biến rất là đơn giản. Thôi mình xin kết thúc video.